Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ông Donald Trump phải đối đầu với ba đời Tổng thống Mỹ. Tờ Thời báo Phố Wall cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện một buổi gây quỹ lớn cho chiến dịch tranh cử tại New York cùng với hai cựu Tổng thống là Bill Clinton và Barack Obama, vốn cũng từng là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Diễn giải dân dã hơn thì ông Donald Trump chiến đấu lại với ba đời Tổng thống Mỹ. Theo Thời báo Phố Wall, Tổng thống Joe Biden có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với cựu Tổng thống Barack Obama khi từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời nhà lãnh đạo này trong suốt 8 năm. Ngoài ra, quan hệ của Tổng thống Joe Biden với cựu Tổng thống Bill Clinton cũng rất tốt khi từng giúp đỡ nhà lãnh đạo này chủ trì chương trình nghị sự lập pháp vào thập niên 1990. Nguồn tin của Thời báo Phố Wall cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với cựu Tổng thống đời thứ 42 và 44 về cách đánh bại đối thủ Donald Trump, cựu Tổng thống đời thứ 43 trong cuộc chạy đua bầu cử năm 2024. Cũng theo nguồn tin này, mối quan hệ giữa ba đời Tổng thống có một số rạn nứt nhỏ trong nội bộ thành viên khi một số nhân viên thân cận thuộc nhóm Tổng thống Joe Biden từng xích mích với nhóm của ông Barack Obama. Nguyên nhân chính là cựu Tổng thống Barack Obama được cho là đã khuyến khích bà Hillary Clinton theo đuổi cuộc bầu cử năm 2016 sau khi Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden từ chối tranh cử. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Donald Trump khi đó đã khiến cho các nhóm vận động tranh cử đổ lỗi cho nhau. Bất chấp những điều đó, cựu chiến lược gia James Cavalli từng tham gia chiến lược tranh cử cho Hillary Clinton nhận định, giờ đây, trước sức mạnh từ cựu Tổng thống Donald Trump, cả ba đời Tổng thống Mỹ đã phải đoàn kết lại. Mỗi chính trị gia đều có lịch sử xích mích nhất định với một chính trị gia khác. Đây là phần tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng tôi cho rằng, ba đời Tổng thống đang khá đoàn kết trước mối đe dọa từ ông Donald Trump. Chuyên gia Cavalli nói, sự xuất hiện hiếm hoi của ba đời Tổng thống Mỹ trên sân khấu thường chỉ diễn ra trong các buổi lễ quan trọng, đã giúp Tổng thống Joe Biden gây quỹ đến hơn 25 triệu USD tại New York. Đây được cho là một động thái của nhóm vận động tranh cử cho Tổng thống Joe Biden, khi nhóm của ông Donald Trump mới đây tuyên bố đã kêu gọi được 155 triệu USD tính đến cuối tháng 2 năm 2024. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 được cho là cuộc đấu giữa những ứng cử viên lớn tuổi nhất lịch sử chính trị nước này, khi Tổng thống Joe Biden đã 81 tuổi, còn ông Donald Trump cũng đã 77 tuổi. Năm 2017, cựu Tổng thống Donald Trump ở tuổi 70 đã phá vỡ kỷ lục khi trở thành nhà lãnh đạo Nhà Trắng lớn tuổi nhất lịch sử. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá vỡ vào năm 2021 khi Tổng thống Joe Biden đắc cử ở tuổi 78. Đoàn kết giữa ba đời Tổng thống. Sau khi Phó Tổng thống Joe Biden tại thời điểm năm 2015 tuyên bố sẽ không tranh cử, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã ủng hộ cho Hillary Clinton. Tuy nhiên, thất bại của bà Clinton trước ông Donald Trump đã nhận về sự chỉ trích từ nhóm vận động của ông Joe Biden vì không thể kết nối được cử tri tầng lớp lao động. Bởi vậy, chiến thắng của Tổng thống Joe Biden năm 2020 được cho là một sự minh chứng về sự chỉ trích lỗi lầm năm 2016. Qua đó tạo nên sự xích mích giữa các nhóm vận động tranh cử. Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton lại vô cùng thân thiết. Nhiều cựu nhân viên vận động tranh cử dưới thời ông Barack Obama, bà Hillary Clinton cũng đang làm việc cho Tổng thống Joe Biden. Bỏ tất cả kịch tính sang một bên, mối quan hệ giữa Biden, Obama và Clinton ngày càng sâu sắc với các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Riêng Tổng thống Joe Biden và ông Barack Obama còn thường xuyên nói chuyện khi cả hai đã từng làm việc với nhau suốt 8 năm dưới vai trò Tổng thống và Phó Tổng thống. Thậm chí, vào tháng 11 năm 2023, ông Obama còn gọi điện chúc mừng sinh nhật Tổng thống Joe Biden và được mời đến ăn trưa tại Nhà Trắng. Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden cũng có mối liên kết thân thiện với cựu Tổng thống Bill Clinton khi từng hợp tác vào năm 1994, giai đoạn ông Biden còn lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Nguồn tin thân cận của Thời báo Phố Wall cho hay, cựu Tổng thống Bill Clinton đã có thời gian riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trên Air Force 1 đến Georgia vào tháng 11 năm 2023 để dự lễ tưởng niệm cố đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, đồng thời có những trao đổi về kinh tế Mỹ. Một cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Bill Clinton cho hay, sự đoàn kết của ba đời Tổng thống Mỹ sẽ là cú hích lớn cho chiến dịch gây quỹ trong Đảng Dân Chủ. Chiến dịch của Trump thừa nhận không thể gây quỹ bằng ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, họ không thể theo kịp tổng tiền gây quỹ của ông Biden.
Một phần do người ủng hộ phe Dân Chủ quá giàu có, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gây quỹ bằng số tiền của ông Biden, một cố vấn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 3 thừa nhận đề cập tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cố vấn này giải thích sự chênh lệch một phần do Đảng Dân Chủ có những người ủng hộ tỷ phú, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận được ủng hộ từ những người dân thường và tầng lớp lao động. Trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden Amma Mousa nhấn mạnh, chiến dịch của ông Trump đang thiếu tiền. Chiến dịch của Tổng thống Biden thu về hơn 53 triệu USD trong tháng 2, trong khi con số của ông Trump cùng Ủy ban gây quỹ chung có được trong tháng đó là 20,3 triệu USD. Dữ liệu của Open Secret cho thấy những khoản tài trợ lớn chiếm khoảng 55% trong tổng 128,5 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động trong cả quá trình tranh cử đến nay. 45% còn lại là những khoản đóng góp nhỏ từ những người ủng hộ. Về phía Trump, những khoản đóng góp lớn chiếm 64% trong tổng 96,1 triệu USD đã huy động thành công từ khi bắt đầu chiến dịch và 36% là những khoản đóng góp nhỏ lẻ. Ông Biden ngày 28 tháng 3 tổ chức buổi gây quỹ ở New York cùng hai người tiền nhiệm gồm ông Barack Obama và Bill Clinton. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ cho biết họ đã huy động được 25 triệu USD nhờ sự kiện này. Chiến dịch của ông Trump dự kiến tổ chức sự kiện gây quỹ lớn vào ngày 6 tháng 4 tại bang Florida với sự tham gia của tỷ phú quản lý quỹ đầu tư John Paulson đặt mục tiêu thu về 33 triệu USD. Các cố vấn của Trump ngày 28 tháng 3 cho biết, nhóm chiến dịch tranh cử sẽ cùng với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa ANC mở hàng chục văn phòng và thuê hàng trăm nhân viên trong những tuần tới để tăng cường nỗ lực vận động cho cuộc bầu cử tháng 11. Thống kê cho thấy, ứng viên Đảng Dân Chủ luôn huy động được nhiều tiền hơn trong nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng so với ứng viên Đảng Cộng Hòa kể từ năm 2004. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho nỗ lực tranh cử thành công. Ông Trump năm 2016 từng đánh bại ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton dù bà gây quỹ được nhiều hơn. Ông Biden và ông Trump dự kiến có màn tái đấu vào tháng 11 để định đoạt người sẽ chèo lái nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo. Kết quả khảo sát được hãng truyền thông bảo thủ Fox News công bố ngày 27 tháng 3 cho thấy cựu Tổng thống giành được 50% ủng hộ và ông Biden là 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng. Đây là cách biệt lớn nhất ông Trump giành được trước đối thủ của Đảng Dân Chủ trong các cuộc khảo sát toàn quốc của Fox News. Hơn 7.000 người quyên tiền trên trang hỗ trợ trực tuyến GoFundMe để giúp cựu Tổng thống Trump nộp khoản tiền phạt 355 triệu đô la Mỹ, theo báo VN Express. Elena Cardone, vợ triệu phú tự thân Grant Cardone, nổi tiếng của Mỹ, cuối tuần trước phát động chiến dịch sát cánh cùng ông Trump trên trang gây quỹ trực tuyến GoFundMe với mục tiêu quyên góp đủ 355 triệu đô la Mỹ để cựu Tổng thống Donald Trump nộp phạt theo phán quyết của thẩm phán tòa New York Arthur Engoron. Tôi kiên trì sát cánh cùng Tổng thống Trump trước sự đối xử bất công và chưa từng có của một số người trong bộ máy tư pháp New York, bà Cardone viết trên GoFundMe. Bà cho rằng những rắc rối pháp lý gần đây của ông Trump không chỉ nhằm vào bản thân ông mà còn tấn công vào sự công bằng mà người dân Mỹ đều đáng được hưởng. Tính tới ngày 19 tháng 2, chiến dịch gây quỹ ủng hộ ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của hơn 7.200 người với tổng số tiền quyên góp gần 370.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn rất nhiều với mức phạt mà thẩm phán tòa New York Engoron tuyên hôm 16 tháng 2 với ông Trump với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Ngoài khoản tiền phạt 355 triệu đô la Mỹ, ông Trump còn bị cấm điều hành các công ty ở bang New York trong 3 năm. Việc cựu Tổng thống Donald Trump được hàng nghìn người quyên tiền cứu giúp thể hiện phần nào sự ảnh hưởng của người đàn ông này. Các con trai của cựu Tổng thống Mỹ là Eric và Donald Trump cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người. Ông Trump đã tuyên bố kháng cáo, gọi đây là cuộc săn phù thủy vì động cơ chính trị, nhưng sẽ phải nhanh chóng nộp số tiền phạt kèm lãi, nếu không sẽ bị giới chức New York áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tịch thu tài sản ở bang này. Nếu ông kháng cáo thành công, số tiền phạt sẽ được trả lại. Theo Văn phòng Tổng trưởng lý New York, nếu tính kèm theo tiền lãi, cựu Tổng thống Trump và doanh nghiệp của ông có thể phải nộp phạt tổng cộng hơn 450 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền lớn và Trump có thể phải bán một số bất động sản, khoản đầu tư và cổ phiếu để nộp phạt. Ông Trump, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào tháng 11, đang đối mặt với 91 cáo buộc hình sự trong các vụ án khác.
Tháng trước, ông cũng bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ vì bôi nhọ nhà báo Ejen Caron. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên là chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.